Kể cả giấy lót lồng lên này muộn rồi. Chào các bạn nhé, hôm nay chúng ta cùng qua chút chim một chút nhé. Đây, đi về cái đường vào chợ này. Hôm nay có vẻ thư hơn này, trời nắng, bắt đầu nắng này rồi. Buổi sáng nha các bạn nhé. Đây, chỗ này là chỗ bán này, rèn than. Đây là đợt này. Ừ, ở đây thì hôm nay thêm bán hàng. Đây. Bác này hôm nay có nhiều chim đẹp thế nhỉ? Cám mấy? Cám ký. Cám ký mà vẫn dính một cái. Khử. Đây vừa rồi phải bắt một con khử ăn cá mác nhỉ? Mác trắng. Và trắng bấy đấu. Non. Một con chim gì? Chim đỏ nha. Đẹp nha. Chim này hot rồi anh. Vâng. Ôi đẹp nhỉ, núm sắc con gì mà đẹp thế nhỉ, kim lạ nhỉ. Nhưng mà đẹp nhỉ. Con này một cặp bao nhiêu tiền? Phải mua cặp chứ còn một con này. Thế này anh nào thích chim màu này thì lên đây. Đây chim vàng này, chắc nó cũng giống như chim đấy thôi. Vàng này chỉ hót một giọng thôi. Mới à? Lâu rồi đó mà, chim này đã nuôi ăn cám hết rồi còn gì? Cám hết rồi, chim này. Nó ăn cám. Cơ cước 700 mình này. Mẹ đi phụng này cũng đẹp đấy nhỉ. Con này toàn ăn hạt. Cái này 200. Hàng bán 200 đấy, ăn cám kìa, con núi sắc là con tờ đỏ ăn cám rồi đấy. Cám hết rồi, con này là chưa giờ, giờ bỏ vào là ok rồi. 2 tháng có một con búa, 2 tháng ở nhà. Con này có phải chim cà cưỡng không anh? Phải ạ. Hả? Phải. Ô, con này biết nói đấy. Con này bao tiền này? Cà cưỡng chưa hiếm kìa, tôi thấy đó. Cưỡng này này, đấy, con này bán 800. 800, con lấy biết nói, con tên con gì? Cà cưỡng. Cà cưỡng, không, Bạch Thành. Chú Bạch Thành. Bạch Thành, Bạch Thành. Bạch Thành, giống như 350. Cô vừa rồi nó, nhà nó thả ra con, nó cướp chợ, nó lượn. Mà nó đuổi hết chim rồi. Chùm màu nhốt chung ngũ sắc à? Chùm màu này 350 đó. Lồng đẹp thế. Con hẳn chứ là các hộ nghèo này ghép được. Cái anh già này ghép còn lâu mình lâu lắm. Con này là Phượng Hoàng. Con vào giá này em bán lồng ở đây nó không mua của bọn em, còn lại mua lồng mới mình bỏ mấy trăm nghìn mình mua cái lồng nó lại hư hai cổ. Con cá tưởng cho bao tiền? Anh 1 triệu. Con lôi này 400 này. Con lôi đắt tí với con cá tưởng 1 triệu. Dòng đẹp nhỉ. Con này đi hoa rồi. Con này đi hoa rồi. Con này đi hoa rồi.
cứ kệ nói nuôi non này nói 100%. Cá với dần, cái cá nuôi già này cũng khó nói hơn, nó phải nuôi non. Chưa nói thạo lắm. Đấy, cái cưỡng non. Cái cưỡng này nó nói nó tiếng nó kêu ồn ào lắm. Tắt. Cái cưỡng nhiều ít nhà. Ít người chơi. Nhiều người. Nhưng có đâu. Nhiều người. Nhưng mà đến lúc nó trước đây nó làm những cái tổ trên cây tre to. Bây giờ làm gì có. Bây giờ chắc là nó phải ở đâu. Nam. Bảo nhà nuôi con. Mày ở trong miền Nam cơ. Nhà bảo nhà nuôi con. Bác mình bây giờ không có đâu. Anh mua con già không bao giờ nói. Anh mua con bảy chuyền không bao giờ nói. Anh phải nuôi từ bảy gã này nó mới nói này. Đây này. Con đấy nó gan rồi. Đây cũng non lên này. Nếu mà anh bắt cái loại chuyền á, nó hốt vẫn kêu. Cứu này. Bên đây rồi. Ôi chừng 6 à. Có chọc không? Có chứ. Vẹt to chưa? Anh bắt làm được 100% rồi. Anh được cái xe bắt cái xe đang lên đường vui nữa các bạn. Đang lên vui. Anh cù. Vẹt lên 700. Bác mà về bác mua mà không ra gì chiều bác cầm đây em. Thật sự là đúng là đi chợ không có cái điện thoại là nó hơi bí. Nhưng mà giờ con cá nó đi học rồi. Ôi nó cắn con đấy. Hai con cắn nhau kinh. Cứu rô rồi. Chim cu này là cu gáy à chị ơi. Chị nhờ. Cu gáy à. Nó như khu nhà này. Anh cứ nghe bác cái con nào lên đồng vui. Đây được hết, nhưng mà con này nó mau. Nó già chim nhất. Đấy nó còn nữa nó hot. Đấy nó hot đấy. Hai trăm mua luôn cặp 400. Con trên này nó đấy, con trên này con đấy cứ mở đi. Thì hot kinh quá nhỉ, hot ở Mỹ luôn. Con bạc lông là được, con bạc lông là mái, con mái đuôi nó chỉ thế này lại. À, cái dài hơn là được. À, cái đầu của nó không đen mà nó bạc bạc. À, cái này ví dụ chờ mái này. Loại khác cái chứ. À, đấy là... Nhưng mà đây là chờ lửa cũng cứ bạc bạc thế là mái. À, nó cứ màu chô đấy. À. Anh nấu cái đi. Đấy nó phải có cái về bút nó nghĩa trông nó sặc sỡ hơn nhỉ. Mắt kinh được. Cái này thêm cái lồng nữa. Con này không biết bao nhiêu tiền này. Nhanh mất rồi. Khuyên nhỉ. Đây, thấy ra con này. Khuyên vào 5 năm chục rồi. Đấy. Cô lề và con này 300 này.
gái gù đây ạ. Gù gái 500. Nhiều giá. Bác lấy chim cung được. Chắc là mầm rồi về thì nhưng mà nó cám rồi. Lồng nan, lồng đẹp nhỉ. Thế bao tiền đấy nhỉ? Hai thôi. Chủ yếu gia công nhỉ? Lồng kiểu làm nan đẹp, lồng tiền kiểu đấy, lồng đẹp. Được, cần cho chim thì nhiều. Quy tí nữa phải lấy cho màu bổi đây, nhiều đấy nhỉ, đây cho màu bổi 350. Chim khuyên, khuyên này chắc là khuyên bổi rẻ này. Khuyên và này chắc là ít tiền thôi. Đấy con đổ lên đây. Ăn chuối. Bao tiền này con này? 50. 5.000 á? 50. Rẻ thì đâu kia rồi? 30. À, 30 rẻ hơn. Dưới 325 này. Ông bà ông lọc rồi, ông bán con này nè, con này đẹp. Đây là chơi chim khuyên đơn giản, mua khuyên này mà nuôi cũng được này. 50.000 con, con lồng 100 nữa. Nó ăn lông ăn lung tung nhỉ, tạp này, chuối ăn có. Hàng dưới này là hàng 25. Hàng 50.000 dưới 25. Nó cũng ăn cám rồi á. Đoạn này bẫy rồi. Anh vẫn chưa chọn ra. Đây, sang đây anh em sang đây này, sang chỗ này đây này, rất là nhiều chim, nhiều loại. Ồ, Hoàng Anh nhỉ, Hoàng Anh 2 triệu con tên à, không phải, không phải, đây là con Yến Phụng nhé, Yến Phụng 200.000. Chuyển lửa này. Ôi trời. Chuyển lửa. Khuyên. Hàng 50. Đấy, trên đấy. Con lồng trên đẹp nha.
Thuyền lửa Gia Lai và ra đây sao? Lúc đấy bảo 500 sao? Chuyển than này bao nhiêu con này chị ơi? Chuyển than dưới à? À 500. Chuyển lửa là 500. 500 một con chuyển than. Con tên ấy chịu hot, chắc là ngon rồi, đẹp ra, nó nuôi kiểu gì? Nuôi kiểu gì? Đấy, con này là 1 triệu này. Nó kiểu như lông lượt. Anh nào thích chè lửa, mua chè lửa này nuôi đẹp này. Đuôi dài này. Vùng đỏ. Chim cu. Hàng 450 500 ấy. Đây chim gì đây? Kiểu mi à? À ngũ sắc. Trông màu. Ôi, trông màu bổi nhiệt đấy. Sắc nhiều nhỉ. Trời, yên tâm đi, quay quay hàng rồi. Đang trồng màu 450. Đấy, quay cho anh em xem thôi. Thích chị con chim gì đẹp nhỉ? Đỏ vàng, vàng đen. Con gì đấy? Hoàng sa. Hoàng sa. Chim hoàng sa. Tươi đẹp nhỉ, nó ăn cám rồi. Chim của đảo của Việt Nam. Ô, con đẹp nhỉ. Con đầu tiên. Đấy. Tươi đẹp nhỉ, trẻ con nuôi con này. Không lấy cặp chôn màu đấy được đấy. Ui, cặp luôn. Anh em nào mua cái chim hoàng sa này hay nhỉ? Tên như cả đảo Việt Nam. Ui, trước là phía trước là mi này, à là khuyên. Đấy, đây là hàng tiểu mi 200.000. Lâm vào nó sẽ mọc ra dài nhất. Khi mà cái con chim đến mùa nó thay lông chẳng hạn, là cái lúc là nó yếu nhất. Thì anh uống cha nó uống nước mưa thì nó ngấm từ trong thịt nó sẽ đẩy cái bé này. Anh vừa thay nước nhiều ngại quá. Đấy thì anh cho nó uống ngấm cái con thay lông. Tiểu mi dạng này nhiều nhỉ, từ Tây Nguyên ra rất là nhiều hàng về tiểu mi này. Tiểu mi hết hot được đấy. Tiểu mi này hot hay không? Mà khó luôn ấy. Nó ăn cám. Tiểu mi nó cũng không thông dụng lắm, ít người nuôi. Đỏ như sạc này nhỉ. Đầu màu cái tóc đo như này. Thì biết con nào gần nghề đấy. Nó gọi cho đến khi anh cho nó về lồng tắm. Ui, thì chỉ mua mấy con liên tục như này. Đấy, nó cứ
Trên lửa này, hàng Gia Lai đấy, 350 trên lửa này rẻ hơn đâu kia. Thế cả từ lát lồng lên này mua có anh. Em lấy chân này. Con này hay đấy. Bỏ vào, xong 200, ok. Cái này cái mặt ở đây cũng chờ. Nó ra hiệu xong em bảo, có tin mày không định mua trà nước cho anh nhỉ? Ừ, thế để mày đừng để anh nói nhiều đấy, mày sang mày mua ra. Xong rồi được mua tiểu vi em lại dẫn nó sang nó cũng hay. Đấy, cái đam mê hát mày. Mua tiểu vi em dẫn sang vi mà. Bên này gì? Bác này bán gì đây? Ôi, nhộng, chim yểm. Đang vào lại bao nhiêu đây? Chỗ màu đây 300. 300 chỗ màu. Ôi, nhộng. Nó ăn cám. Nhộng được tiêu luôn. Nhồng người to nhỉ. Nhồng màu 300. Đây là bổi. Hôm nay chắc chưa. Dạo qua tí về sao giá bây giờ nó không biết hết rồi, tao không biết các bạn.